anh chị em quý bà con, thì khi mà điều trị bệnh thì chúng ta muốn là giảm nhân công này, giảm cái mũi tiêm để tránh sốt chết khi mà con lợn của nó tiêm hoặc con gà chúng ta tiêm. Trong trường hợp mà, trong một số cái trường hợp mà khi mà tiêm một số kháng sinh mà chúng ta không pha chung được thì tự nhiên chúng ta phải tiêm 2 đến 3 mũi trong một lần. Và trong một lần đó thì chúng ta phải tiêm ví dụ nha, phải 3 người tiêm cho 3 mũi. Ví dụ là tiêm một kháng sinh này, xong lại tiêm thuốc bổ, xong lại tiêm hạ sốt. Thì nắm bắt được cái tình hình là những cái khó khăn của bà con, thì một số những công ty đã đưa ra những cái hoạt chất, cái giải pháp để có thể là đấu chung những cái kháng sinh với nhau. Ví dụ như lọ Genta này, lọ Genta này của chúng ta có thể là pha đấu chung với cả sếp này, đó, được không? Sếp này, hai cái này có thể đấu chung trực tiếp với nhau để pha. Và bên cạnh đó thì nếu chúng ta muốn tăng sức đề kháng này, tăng hệ miễn dịch để hạ sốt thì chúng ta có thể đấu chung cái này với nhau. Đó. Hoặc là cái này là bộ rất là thông minh, bộ này rất là thông minh, có thể là đấu chung cái này với lại cái đường nguyên tử này, đường nguyên tử này, cái đường nguyên tử này thì nó giúp là tăng sức đề kháng này, hạ sốt này, cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình chuyển hóa dinh dưỡng trong thức ăn và trong trong cơ thể, trong đường ruột, để biến đổi những cái dưỡng chất để nuôi cơ thể. Trong trường hợp vấn nuôi chúng ta mà kém ăn kém uống hoặc là bị bệnh nhiều, rối loạn trao đổi chất, thì chúng ta đấu chung được cái này với nhau để bà con chúng ta có thể là tiêm một mũi, tránh tình trạng là mất rất là nhiều nhân công này, làm cho đàn gà stress. Ví dụ chúng ta phải tiêm một mũi này, một mũi này khác nhau thì chúng ta phải bắt hai lần và hai xi lanh. Nhưng mà chúng ta đây là cái công thức đặc biệt, khi mà chúng ta đấu chung như này chúng ta chỉ tiêm một mũi thôi là đã chấm dứt được cái tình trạng là chúng tiêm một mũi này và tăng hiệu quả của thuốc và kháng sinh với nhau. Đó. Đây là một trong những cái giải pháp rất là thông minh của môi trường chăn nuôi. Khi mà chúng ta gặp dịch bệnh nhiều thì chúng ta có thể đấu chung với nhau này, mà không làm giảm tác dụng của thuốc mà ngược lại là lại tăng sức đề kháng và hiệp đồng, có tác dụng hiệp đồng